bò cực vui nhộn. Cấp biển số xe theo mã định danh, hệ thống thông, nhiều xe được đăng ký thành công. Xử phạt hành chính con dâu đánh mẹ chồng gây thương tích. Câu chuyện độc đáo theo chân người Cà Mau săn chem chép biển. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Kim Hưng của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Ngày 19 tháng 8, hàng trăm người dân và du khách kéo nhau về xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, xem và cổ vũ cuộc thi đua xe bò lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Những con bò hàng ngày giúp người nông dân Việt Đồng Áng nay lên đường đua tại cuộc thi đua xe bò tại xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, mang đến sự thích thú cho người dân và du khách. Cuộc thi có sự tham gia của 6 đội đua, mỗi đội đua gồm chú bò kéo xe chở 2 nam, 1 nữ. Các đội đua xe bò tranh tài trên đường đua dài 1,1 km băng qua đồng ruộng, đường thôn xóm, xung quanh khu vực thôn Tân Hưng. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn xây dựng tinh thần đoàn kết, văn hóa cộng đồng tại địa phương, quảng bá cho du khách khắp nơi biết đến hội đua xe bò Ninh Hưng, từ đó có thể mở rộng quy mô giải hoặc nhân rộng hội đua xe bò ra nhiều nơi. Ngày 19 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng cho biết hệ thống hoạt động ổn định nên số lượng xe đăng ký cấp biển số theo mã định danh thành công tăng lên rõ rệt. Từ ngày 15 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng đã triển khai thực hiện. Tuy nhiên, ngày đầu tiên diễn ra không suôn sẻ, hệ thống liên tục chập chờn, nghẽn mạch khiến người dân bức xúc. Kết thúc ngày đầu tiên, chỉ có 2 ô tô được giải quyết. Các trục trặc đã được báo cáo cơ quan có thẩm quyền để từng bước tháo gỡ khơi thông. Nhờ vậy mà số lượng xe đăng ký thành công theo thông tư 24 không ngừng tăng lên trong những ngày qua, lên đến từ 30 đến 40 xe một ngày. Tại các địa phương khác, tình hình trục trặc nghẽn mạch cũng phần nào được khắc phục. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV tổ chức hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn lần thứ 12 năm 2023. Hội thi thu hút 524 thí sinh đại diện cho lực lượng lao động kỹ thuật tay nghề cao của 30 đơn vị thuộc các khối sản xuất than, khoáng sản, điện lực và cơ khí trong tập đoàn TKV tham gia. Hội thi năm nay có 21 nghề với các nhóm nghề sản xuất chính trong tập đoàn như nhóm nghề khai thác mỏ hầm lò gồm kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, xây dựng mỏ hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò, nhóm nghề khai thác mỏ lộ thiên, nhóm nghề lái xe ô tô vận tải các loại, nhóm nghề cơ khí, tiện, gò, nguội, hàn điện. Trong 524 thí sinh dự thi, có 58 thí sinh là người dân tộc và các kỳ thi này được thực hiện ở cả 4 nhóm nghề chính, nhóm nghề mỏ lò vẫn là nhóm nghề trọng tâm. Phát biểu khai mạc hội thi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cho biết hội thi chọn thợ giỏi năm nay với nhiều điểm đổi mới. Đó là lần đầu tiên nội dung thi lý thuyết được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm cho tất cả các nghề thi và 100% phần thi thực hành được thực hiện theo bài thi kỹ năng nghề quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên những người thợ giỏi thuộc lĩnh vực sản xuất điện, alumina, tuyển đồng của tập đoàn được tham gia tranh tài cùng các đơn vị bạn của khối sản xuất than. Thời gian vừa qua thì công ty cũng đã có tổ chức cho anh em chúng tôi là ôn thi thợ giỏi trong phòng đào tạo của công ty là rất tốt và chúng tôi đã chuẩn bị được một lượng kiến thức nhất định để đạt thành tích cao nhất trong thi này. Trước đó, 524 thí sinh tham gia hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn lần thứ 12 đã được chọn từ hội thi thợ giỏi cấp cơ sở. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã thi phần thi lý thuyết tại phân hiệu đào tạo Hoành Bồ. Phần thi thực hành và tác phong công nghiệp sẽ tổ chức tại trường cao đẳng TKV và tại các đơn vị sản xuất của TKV. Nằm trong khuôn khổ tuần lễ đào tạo liên tục thường niên năm 2023, ngày 19 tháng 8, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyên đề đánh giá và can thiệp tâm lý xã hội cho người bệnh, thực tiễn và kinh nghiệm một số cơ sở y tế tại Hoa Kỳ và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong khuôn khổ tuần lễ đào tạo liên tục thường niên năm 2023, ngày 19 tháng 8, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyên đề
đánh giá và can thiệp tâm lý xã hội cho người bệnh, thực tiễn và kinh nghiệm một số cơ sở y tế tại Hoa Kỳ và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế, Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Văn Tấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều báo cáo viên trong và ngoài nước. Với những kết quả đạt được trong công tác can thiệp tâm lý xã hội cho người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Y tế đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cũng như việc chăm sóc điều trị về mặt thể chất cho bệnh nhân của đội ngũ phòng công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời biểu dương tinh thần luôn lắng nghe những tâm tư, trăn trở của bệnh nhân để giúp họ ổn định về tâm lý nhằm đạt kết quả điều trị tốt nhất. Cái công tác xã hội trong bệnh viện của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là không chỉ có một phòng công tác xã hội mà nó lan tỏa và tạo thành một cái mạng lưới bao gồm cả các cái những người làm công tác xã hội ở tại phòng công tác xã hội, những người làm ở phòng marketing và những người làm ở phòng công nghệ thông tin, tạo thành một cái hệ thống mạng lưới để mà tạo nên một cái hiệu ứng công tác xã hội trong bệnh viện rất tốt, mà phòng công tác xã hội là đơn vị đầu mối sẽ giúp cho cái sự lan tỏa về cái hỗ trợ cho người bệnh ở trong tất cả những các cái tình huống mà người bệnh người ta cần phải có cái sự hỗ trợ về công tác xã hội. Như vậy là trong Thành phố Hồ Chí Minh, trong Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì công tác xã hội đang dần dần tiệm cận được với lại cái tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện của quốc tế. Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Văn Tấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với định hướng phát triển bệnh viện trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công tác xã hội bệnh viện tại Việt Nam. Do đó, từ năm 2018, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và ứng dụng hồ sơ công tác xã hội bệnh viện vào quy trình tiếp cận và hỗ trợ tâm lý xã hội cho người bệnh. Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời từng bước cập nhật, hiệu chỉnh theo mô hình hiệu quả nhất. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn giới thiệu đến quý thầy cô, anh chị, đồng nghiệp hồ sơ công tác xã hội cho người bệnh thông qua hội thảo nhằm giới thiệu đến quý anh chị, đồng nghiệp những thông tin xoay quanh việc xây dựng và triển khai hồ sơ công tác xã hội tại các cơ sở y tế, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi với các chuyên gia trong và ngoài nước các lĩnh vực công tác xã hội, chăm sóc giảm nhẹ, quản trị bệnh viện, IT. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng chương trình sẽ mang lại nhiều thông tin, kiến thức hay và cần thiết cho quý anh chị đến tham dự ngày hôm nay. Bên cạnh những báo cáo đến từ các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình còn thu hút nhiều báo cáo viên đến từ Hoa Kỳ và các đồng nghiệp trong lĩnh vực công tác xã hội ở khắp các bệnh viện trên cả nước. Thông qua các chuyên đề của tuần lễ đào tạo thường niên năm nay và những kiến thức kinh nghiệm từ các chuyên gia đã được lan tỏa cũng như góp phần nâng cao hiệu quả điều trị tối ưu toàn diện cho người bệnh. Ngày 20 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối tượng Ibin Rama, 42 tuổi, về tội giết người. Theo cáo trạng, sáng 31 tháng 8 năm 2019, Ibin không thấy vợ và con ở nhà nên lấy một cái... Ông Lê Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đã hoàn thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc con dâu đánh mẹ chồng gây thương tích. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Công an xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân tiếp nhận trình báo từ cụ Lê Thị Sành, 69 tuổi, bị con dâu là bà Lương Thị Cẩm Loan, 38 tuổi, dùng tay đánh thương tích trên vùng mặt và mắt phải. Ngay sau đó, bà Loan được mời lên công an làm việc. Tại đây, bà Loan đã thừa nhận hành vi đánh gây thương tích cho mẹ chồng.
Công an xã Nguyễn Việt Khái đã hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Loan vì hành vi đánh người gây thương tích. Chính quyền địa phương cũng đã giáo dục và buộc bà Loan cam kết không tái phạm. Thưa quý vị, chim chép biển là loài nhuyễn thể hai mảnh, sống ở vùng đất ngập nước Cà Mau. Thu nhập từ nghề bắt chim chép có khi lên đến hơn 500.000 đồng một người một ngày. Một khoản thu nhập không nhỏ đối với bà con nơi đất mũi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng theo chân người Cà Mau đi săn chim chép biển quý vị nhé. Tại xã Thanh Tùng, huyện Đầm Rơi, hình thành hàng chục hộ dân ở cạnh nhau, cùng chung cảnh ít đất sản xuất, sống bằng nghề bắt chim chép. Sáng sớm, họ sẽ theo các vỏ lãi đi dọc theo các con sông, mé biển để tìm hang chim chép và bắt. Trung bình mỗi người bắt được từ 20 đến 30kg chim chép mỗi ngày. Giá chim chép thu mua tại vựa từ 40 đến 60 ngàn đồng mỗi ký. Căng xô luôn, nhỏ lớn gì căng hết, cái mọc gì đó là 40 ngàn. Ngày gì bắt được nhiều? Ngày thì 10 ký, khi 7-8 ký, 5-6 ký không chừng. Tùy theo con nước thuận thì mình bắt mười mấy ký, hên thì mình được 300-400 ngàn. Rồi miễn ngoài thì mình được 200-300, rồi 70-80 cũng không chừng. Vậy đó. Còn người ta hai vợ chồng người ta đào giỏi thì bữa 20-30 ký rồi. Cái hang á, tự nhân dạng thì nó cũng như cái con số 8 mình vậy đó. Rồi mình đào xuống khúc gì đây nè, cái mình lấy cục móc mình móc nó lên, móc từ từ móc nó lên. Chim chép thường làm hang và trú dưới mặt đất bùn từ 20 đến 30 cm. Hang chim chép thường có lỗ nhỏ trên mặt đất hình số 8. Để bắt được loài này, người bắt phải tranh thủ lúc nước dòng, bãi sình trơ lên để lộ ra miệng hang. Người bắt chỉ cần nhận diện được hang, dùng dao đào và dùng cây móc chim chép lên khỏi hang. Việc bắt chim chép phải tuân thủ quy tắc là đào nhẹ tay để tránh đụng chim chép, vỡ vỏ sẽ khó bán được. Người có kinh nghiệm đoán vị trí có nhiều chim chép sinh sống sẽ bắt được nhiều hơn. Chim chép khoảng từ 30 đến 50 con một ký là bắt đầu bắt được. Những con nhỏ hơn được thả trở lại tự nhiên. Vài tuần sau, người đào sẽ quay trở lại bắt. Vợ chồng anh Phạm Tự Em thu mua chim chép ở kênh Ông Đơn, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau hàng chục năm nay. Mỗi ngày anh mua từ người dân hàng trăm ký chim chép. Sau khi thu mua và phân loại, anh Tự Em sẽ chuyển đi các mối lái giao bán tại các thị trường ngoài tỉnh. Anh Tự Em cho biết bà con ở đây sống được lâu bền với nghề này là do săn bắt biết giữ gìn, để những con nhỏ lại thời gian sau mới khai thác. Bên cạnh đó, những loài chim chép nhỏ, anh và các lái ở đây cũng không mua, từ đó góp phần giúp loài này sinh sản và phát triển trong tự nhiên. Trung bình thì giờ ngày thu mua cũng 100-120 gì đó, chứ không có nhiều như ngày xưa nữa. Giá thì giờ mình mua anh em ta 40 ngàn solo lớn nhỏ, rồi giờ mình lựa ra, đồ lớn đồ nhỏ, đồ lớn riêng rồi đồ nhỏ riêng. Thì nó cũng trên lệch như đó, cũng như tùy theo một tháng gì đó. Một tháng nó có giá, một tháng nó không có giá. Thì có giá thì 40-50, rồi không có giá thì 30, ba mấy. Thì một tháng cũng được 7-8 triệu, 9-10 triệu được. Chim chép biển lớn hơn chim chép sông, ăn có vị ngọt, thơm nên thường được bán với giá hơn 60.000 đồng 1 kg ở các chợ. Chim chép thường được ưa chuộng, làm các món như nướng mỡ hành, luộc sả, hấp gừng, vân vân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào 11:30 mỗi ngày trên trang video.tuitre.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin được kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.